Kinh văn. Bấy giờ Ác Độc Quỷ Dương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hàng quỷ dương chúng con số đông vô lượng, ở cõi Diêm Phù Đề, hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người, mỗi mỗi không giống nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi khắp thế giới làm ác nhiều, làm thiện ít, đi qua sân nhà người ta, hoặc thành phố, xóm làng, trang trại, vườn cây, nhà cửa, trong đó như có người nam, kẻ nữ nào tu được thiện sự bằng mảy lông sợi tóc, cho đến treo một tràng phan, một bảo cái và dâng chúc hương, chúc hoa, cúng dường tượng Phật, cùng tượng Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tung kinh, đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh, thì hàng quỷ dương chúng con sẽ kính lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ, hiện tại cùng vị lai. Chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực lớn và thần thổ địa đều phải bảo vệ che chở, chẳng để cho các việc dữ, các tai nạn hoặc bệnh năng y, bệnh hiểm nghèo, cho đến những việc không dự ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để cho vào cửa. Lược giảng. Bấy giờ Ác Độc Quỷ Dương, vị quỷ dương này tuy rất độc ác, chuyên trừng trị những người ác độc, nhưng giờ đây đến trước mặt Đức Phật thì dù có ác cách mấy cũng không còn ác, có độc đến đâu cũng không còn độc nữa. Vậy Ác Độc Quỷ Dương đến trước mặt Đức Phật rồi chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hàng quỷ dương chúng con số đông vô lượng, mỗi thế giới đều có vô lượng vô biên quỷ dương, mà thế giới thì nhiều đến vô lượng vô biên, cho nên sĩ số quỷ dương cũng đông đảo đến vô lượng vô biên. Các quỷ dương này đều cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề, hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người, mỗi mỗi không giống nhau. Ở cõi Nam Diêm Phù Đề, tuy có những quỷ dương thường làm lợi ích cho loài người, nhưng cũng có các quỷ dương chỉ gây tổn hại cho nhân loại mà thôi. Mỗi vị quỷ dương đều coi sóc mỗi công việc khác nhau, có vị thì chuyên làm những việc hại người, có vị thì chỉ làm các việc lợi người. Tại sao lại như thế? Ở đây quỷ dương nói hại người, ngụ ý là điều phục người, có lòng dạ ác độc, và lợi người, tức là đem sự lợi ích đến cho người hiền lương. Ác Độc Quỷ Dương bạch tiếp: Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi khắp thế giới làm ác nhiều, làm thiện ít, tại sao các quỷ dương phải làm những công việc này? Chính vì nghiệp báo mà họ đã trót gây tạo trong quá khứ, khi nay họ phải làm quỷ dương, và cũng do nghiệp báo mà loài quỷ quyến thuộc của họ đi khắp nơi gieo trắc phần lớn là điều xấu, việc ác. Tuy rằng loài quỷ thường làm ác nhiều, làm thiện ít, nhưng khi họ đi qua sân nhà người ta, hoặc thành phố, xóm làng, trang trại, vườn cây, nhà cửa, trong đó như có người nam, kẻ nữ nào tu được thiện sự bằng mảy lông sợi tóc, cho đến treo một tràng phan, một bảo cái và dâng chúc hương chúc hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đọc tụng kinh Địa Tạng hoặc các kinh điển đại thừa khác như kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, hoặc đối trước tượng Phật mà đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh, thì hàng quỷ dương chúng con sẽ kính lễ người đó như kính lễ các đức Phật thời quá khứ, hiện tại cùng vị lai. Cho nên hàng quỷ dương chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực lớn, tuy gọi là tiểu quỷ nhưng đã là loài quỷ thì đều có sức đại thần thông và thần thổ địa, đều phải bảo vệ, che chở những người như thế. Ngoài ra còn phải chẳng để cho các việc dữ, các tai nạn bất ngờ hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất ngờ, cho đến những việc không dự ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để cho vào cửa. Thế nào gọi là việc dữ? Việc dữ tức là những việc không như ý, chẳng hạn như cháy nhà hoặc bỗng dưng lại xảy ra những việc ngoài ý muốn,
tai nạn bất ngờ, quạnh sự là những sự rủi ro không ngờ xảy ra như bị xe đụng, máy bay rớt, xe lửa trật đường rầy. Bệnh nan y là những căn bệnh không trị lành được. Bệnh hiểm nghèo bất ngờ, quạnh bệnh là thình lình mắc bệnh nặng, lây lất chưa được một tiếng đồng hồ là chết. Những việc không dự ý tức là những việc không may mắn, không kiết tường như mình thằng mong đợi. Các quỷ dương còn chẳng để cho những việc không may xảy ra ở gần những nhà có người tu hành như thế, huống chi là các việc dữ, các tai nạn rủi ro hoặc các bệnh tật hiểm nghèo đột ngột xảy đến. Cho nên các quỷ dương cùng quyến thuộc của họ thường bảo hộ những người như thế, khiến cho mọi việc của những người ấy đều được kiết tường. Vì sao tất cả mọi việc của những người đó đều được tốt lành? Bởi họ đã cúng dường tam bảo, biết tu hành, làm nhiều thiện sự, do đó những việc dữ không thể xảy đến cho họ được.